Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đến với tập 44 của cái chương trình Phù thủy Photoshop ha. Thì bạn nào muốn xem thêm các tập trước thì chúng ta có thể vào kênh Lemedia, nhấn đăng ký và vào danh sách là học Photoshop online. Thì ở đây mình có khoảng 43 tập ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tập 44. Thì tập 44 của chúng ta là một tập cũng khá là thú vị ha. Đây là một cái trend mới. Vịt lộn, vịt dừa và cút lộn. Thì đây là lấy ý tưởng từ một cái bảng hiệu bình dân chuyên bán vịt lộn. Thì cư dân mạng của chúng ta đã có một cái trend là biến tấu thành những bức ảnh nguồn ảnh như thế này, lồng tét vào hình ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì ở đây mình sẽ mở tấm hình này lên để mình lấy cái chữ, đúng chữ của nó luôn. Ở cái bài này thì chúng ta sẽ dùng đúng cái phông chữ của cái bảng hiệu này luôn. Rồi thì ở đây mình sẽ lấy cái này mình làm mẫu nè. Hình trắng đen, mình lấy cái phông màu cam của chính cái bảng này mình gắn qua ha. Đầu tiên mình sẽ chỉnh tấm hình mình thành trắng đen trước. Chúng ta chọn Image Adjustment, chúng ta sẽ chọn Black and White, chuyên tác là Antenna Shift Control B. Chúng ta sẽ tăng Red lên một chút và chúng ta tăng Yellow lên. Các bạn có thể tùy theo cảm nhận của mắt mà chúng ta có thể hiệu chỉnh. Tăng giảm cho phù hợp ha. Và sau đó chúng ta chọn Adjustment Bright Contrast, là chúng ta sẽ kéo sáng. Rồi, cho hình ta phù hợp là ok. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lấy chữ gắn qua ha. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái các bạn có thể dùng Magic Wand Tool hoặc là With Selection Tool cũng được. Chúng ta sẽ tô nhỏ lại. Đó. Rồi Ctrl C, chúng ta đây chúng ta Ctrl V đây. Thì hình của mình là hơi, cái hình của mình nó chất lượng nó hơi lớn ha, còn cái hình này thì nó hơi nhỏ, thì chúng ta sẽ Ctrl T kéo ra. Không sao hết. Chữ nó sẽ bề như thế này thì nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi, ở đây mình đã làm một cái tấm như thế này. Là cái ngón tay của mình sẽ đè lên cái chữ luôn. Tùy các bạn ha, tùy hình các bạn mà chúng ta sẽ ứng dụng, chúng ta sẽ ghép cái chữ của như thế nào cho nó phù hợp. Rồi. Mình sẽ giảm cái lớp này một tí để mình lấy ngón tay của chúng ta mình đè lên ha. Chúng ta sẽ dùng pen chúng ta cắt như thường thôi. Chúng ta lại chọn lớp hình nè. Các bạn làm thì các bạn cắt kỹ một tí ha, ở đây mình cắt ví dụ thôi. Rồi chúng ta sẽ Ctrl C cái lớp này lên và chúng ta kéo lên trên đó. Ví dụ như thế này ha. Rồi chúng ta cho lớp này là 100%. Rồi, các bạn có thể cho nó một tí cái bóng vô để cho nó tự nhiên hơn. Chúng ta tạo thêm một cái lớp mới và chúng ta dùng cọ. Chúng ta sẽ tô màu đen lên.
Có mềm. Lớn lên tí ha. Dụ như thế này ha. Đó, chúng ta sẽ giảm xuống, thay vì 100% chúng ta sẽ giảm xuống nhẹ nhẹ thôi. Đó, chúng ta vừa tạo được hướng bóng rồi, giữa ngón tay và chữ của chúng ta. Rồi, cứ như thế thì các bạn cứ cắt ghép bình thường. Ha. Đây là một cái lớp chữ mình đã dùng mát để mình cắt. Nếu xóa mát đi nè thì chỉ như thế này ha. Thì các bạn cứ canh theo cái gương mặt của mình thôi. Nên các bạn giảm xuống nè, thì ở đây mình sẽ cắt theo cái gương mặt của mình nè. Đó, ví dụ ở đây mình ví dụ mình cắt nhanh. Để demo cho các bạn xem ha. Đó, ví dụ như thế này. Và sẽ giữ antenna của chúng ta. Giữ antenna ha. Và chúng ta chọn mask thì chữ chúng ta sẽ nằm sau lưng. Ha. Và chúng ta cho thêm 100%. Đó. Thì tương tự các bạn cứ làm như thế. Bạn thấy bài tập của chúng ta là như thế nào? Cũng rất là dễ đúng không? Thì chúng ta chỉ cần ứng dụng các lớp để chúng ta lồng ghép sao cho phù hợp. Và chúng ta tạo một vài hiệu ứng bóng vào để cái hiệu ứng để cho bức ảnh chúng ta nó thêm phần tự nhiên, nó có chiều sâu hơn, nó 3D hơn. Và chỉ với vài bước đơn giản như thế này thì chúng ta vừa cắt xong được một cái lồng được cái chữ vào trong một bức ảnh. Thì với cái trend là vịt lộn, vịt giữa, cút lộn, là chúc các bạn làm thành công cái hình ảnh này ha, để chúng ta post lên Facebook, vì hiện tại đây là một cái trend đang rất là được nhiều bạn trẻ yêu thích. Và chúng ta hãy tự tay chúng ta làm và để chúng ta post lên mạng như thế nào ha, biết đâu các bạn sẽ được trăm like. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.